Vâng, mình xin tiếp lời bạn Đức là thế này ạ. Tại vì lý do công việc cho nên là thầy lại không đi được cùng với chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ thắp nến và chúc mừng sinh nhật lớp. Vì vắng thầy cho nên chúng ta sẽ chúc thầy qua điện thoại một câu chúc gì đó. Tất cả các lớp, tất cả mọi người trong lớp chúng ta sẽ đồng thanh nói. Đúng không ạ? Được. Các bạn đồng ý không ạ? Chúc thầy mạnh khỏe. Tất cả các bạn sẽ nói chúc thầy mạnh khỏe thật to đúng không ạ? Chúc mừng sinh nhật nhá. Nghe chưa? Đâu đây là nói xong các bạn chúc mừng sinh nhật chúc được. Em đây là lớp đang tổ chức mừng sinh nhật cho lớp đây ạ. Thì lớp có ý kiến là mời thầy tham dự thì thầy không đi được cùng với chúng em. Nhưng thầy vẫn đang trong trái tim của chúng em. Em là người ạ. Happy birthday. I don't know.